Nhà tôi lựa cái giống bông cúc các bạn. Coi như thế này là nó đạt yêu cầu nhé. Nó đen hết. Đây, nó đen như thế này. Thì mình sẽ lấy để mình gieo xuống là nó trồng, nó lên. Chắc chắn là nó lên nha các bạn. Nhìn nó già đó. Đen nó già hết. Còn. Đó, nó đen già hết vậy. Chứ có cái cây mà nó non á, mình bóc nó ra nó trắng hết à. Còn đây cây tôi hái, tôi lựa cái bông nó chín quắc lại. Nó đã nở lâu đời rồi đó. Xong rồi cho nó già luôn rồi. Già khô lại để mình lấy cái giống thì mình gieo hạt nha các bạn. Đó, giống như thế này là nó đạt yêu cầu. Đó, các bạn thấy nó đen không? Nó đen hết chứ không như cái cây mà mình bóc ra nó trắng. Đó, đen rồi đó là đạt yêu cầu nha các bạn. Để mình lấy giống.